những cái quốc gia nào mà bắt đầu lọt vô cái dòng xoáy đó, chuẩn bị ăn cắp ăn trộm, những cái thị trường ăn cắp ăn trộm nổi bật là ở đâu? Trung Cộng là thị trường ăn cắp ăn trộm nổi tiếng nhất, kế đến là những cái nước ké ké. Việt Nam cũng là nước ăn cắp ăn trộm nhiều, nhưng mà cái ăn cắp ăn trộm của Việt Nam là không phải ăn cắp ăn trộm công nghệ, mà Việt Nam là chùm ăn cắp ăn trộm về gọi là sở hữu trí tuệ về mỹ thuật nghệ thuật. Tức là quần áo của người ta trên thế giới design sẵn, rồi mày lên trên mạng copy xuống, ngồi lấy Photoshop vẽ lại cái đánh cái tên của mình vô, ví dụ như vậy. Hay là phim ảnh của Mỹ Đế, mẹ nó bán ra, nó phát hành bên này nó bán 35 đô ở trên Amazon, dân Việt Nam mình về thu lại cái màn hình xong cái bỏ lên trang web cho coi phi, cái bỏ quảng cáo là bậy bạ vô kiếm sống. Là cái vấn đề á, là dân Việt Nam mình quá nghèo để mà sử dụng như vậy. Chính vì như vậy những cái quốc gia khác nó phải làm sao để nó giúp cho những cái thằng nghèo này mày đi lên. Quý vị thấy không? Tức là tại vì mày nghèo quá mày còn dựa vô mày nói à tại vì nước tao nghèo. Giống như bây giờ hồi xưa thế giới nó bắt đầu thay đổi, bây giờ bộ phim Mỹ thay vì quý vị mỗi lần quý vị coi quý vị phải trả cho nó $3, thì bây giờ nó không chơi $3 nữa. Những cái quốc gia nghèo nó sẽ chơi như vậy. $3 tính tiền Việt Nam là nhiêu? Quý thí dụ nha, $3 rồi 70 ngàn, mình nói thí dụ như vậy, không lấy mày 70 ngàn mà mày trả trong vòng một tháng mỗi ngày tao lấy mày 2 ngàn, thì bây giờ coi cái phim mẹ lên bấm cái phim mẹ phim mới, trời ơi mẹ vô. Captain America bấm cái tốn 2 đồng bạc, 2 ngàn à, bấm kịch mỗi ngày tao trừ tài khoản mày 2 ngàn, sướng không? Lúc đó tự nhiên quý vị coi mà quý vị tôn trọng bản quyền, mà tự động nó sẽ làm nâng cấp cái con người lên. Nhưng mà trong tương lai nó sẽ làm đi theo cái xu hướng đó, tại vì sao? Thứ nhất á là nó chống được cái chuyện ăn cắp ăn trộm. Thứ hai á, mày không có thể nào mày ăn cắp ăn trộm với cái dưới 2 đồng bạc, dưới 2 ngàn đồng bạc được tiền hồ được hết á. Mày ăn cắp ăn trộm một ngày 2 ngàn đồng tiền hồ á là mày là cái thứ gì á. Nhưng mà quý vị thấy đó, nếu mà quý vị sử dụng một cái điện thoại, mặc dù quý vị biết là quý vị được cập nhật phần mềm mà nghe cái vụ mà Google nó không chơi là đầu thấy mất phê. Thử những cái điện thoại của mình nó trở thành nó cũ cũ, nó cổ cổ, nó ra làm sao đó, tâm lý mà. Quý nói thật, mặc dù mà cái gì nữa là nghe đến cái vụ mà ăn cắp ăn trộm, bắt đầu mình cầm cái hũ quầy bỏ trong túi cái phập phồng, nghe giống như tự nhiên có thằng công an đi kế bên mình. Thật sự là như vậy. Bây giờ hỏi quý vị, nếu quý vị tự nhiên quý vị phát hiện ra, tự nhiên quý vị cầm cái phone mà quý vị bỏ cái phone trong người, giống như quý vị đem công an kế bên quý vị á, rồi sao mỗi lần mình bấm à, ok nhắn tin hay cái gì á, giao dịch cái gì, mua bán cái gì, chuyển tiền, mẹ sợ thấy mẹ luôn. Bấm cái lỡ 30 triệu, không biết 30 triệu nó có vô ngân hàng kia không nữa,